tại đang là buổi trưa ngày 20 tháng 9 năm 2019 thì trên màn hình quý vị hiện tại chúng tôi là vừa hoàn thiện xong đang quá trình hoàn thiện bộ sơn bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim. Khách hàng tại Lâm Thao là bộ này chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là chiếc đoạn dài của ghế. Chim nhé, vân gỗ bó đỏ thì rất là đẹp. Cột 12 đang trong quá trình phủ bóng. Còn đây là địa chỉ của tôi. Thì phía bên ngoài này là hai chiếc ghế nhỏ đã được hoàn thiện xong rồi. Chỗ này nó hơi tối một chút. Này nó tối. Đây là hai chiếc kia. Chỗ này ánh sáng nó tối nên là quý vị không nhìn rõ nhé. Nhìn bên ngoài rất là đẹp, cực kỳ là bóng luôn. Đây là chiếc đôn trà. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tán theo số điện thoại là 0987510816, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh của sản phẩm bên dưới đường link mô tả của video tại website đồ gỗ Tùng Tán.com. Cảm ơn mọi người đã xem video.